À, xin chào các bạn nhé, chương trình nhân tạo xin chào các bạn. Các bạn ạ, thì một số các bạn hỏi mình về là đóng cái giường bằng ống nước như thế nào, thì cũng lâu rồi mình cũng chưa trả lời được các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm video này để trả lời các bạn mấy thắc mắc của các bạn nhé. Thì cái giường nước các bạn ạ, cũng như trên video mình đã làm rồi đấy, thì mình sử dụng là ống 76 các bạn nhé, 76 toàn bộ là 76 hết các bạn ạ. Thì ở đây mình sử dụng hết 1,5 cây. Đấy, một cây dưới ống 76 thì thời điểm đấy mình mua nó đang vào khoảng 1,3, 1,4 hay hơn đấy, mình không nhớ lắm. Đấy, vị trí là cái dây này các bạn ạ. Thì đấy, cái dây nhá, thì mình sẽ lấy từ cái giường gập cũ hỏng, và lại cái ghế gập hỏng thì mình cũng có không đủ, thì mình cũng phải đi ra các tiệm sắt vụn đấy các bạn, một thùng mua sắt vụn thì mình đấy kiếm được đấy, cái dây này. Giường của mình thì đây là mình cho các bạn biết này. Đấy, giường này thì mình đóng là 85 phân các bạn ạ. Chiều rộng là 85 phân. Còn chiều dài này của nó là 2 mét các bạn nhé. Chiều dài của cái giường này thì mình đóng 2 mét mà chiều rộng là 85 phân. Đấy, sử dụng toàn bộ ống nhựa 76. Cách ra thì mình sẽ quay gần cho các bạn nhé, các bạn xem để cái cách. Đây các bạn nhé, đây là mình đã bắt rồi này, cái ốc này thì vít này thì mình ra cái hiệu bán ống sắt nhé, đấy nhôm kẽm ấy, thì người ta bán nhiều lắm. Cái vít này mình sử dụng vít 2 phân. Đây, dây đây các bạn nhé, dây thì mình tự tay mình đan, nó cũng không có đẹp lắm nhưng mà mình cũng thấy rất ok. Còn đâu phải thiếu các bạn này, đâu của mình thiếu thì mình đã sử dụng cái lì của BA nằm ở đâu này. Đấy, nhưng mà có mỗi một cái là sai lầm của mình thì mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Đấy nha các bạn nhé, thì giường rất căng luôn, rồi mình sẽ cho các bạn biết là cái sai lầm của mình. Đây các bạn ạ, cái sai lầm thì mình đã đúc rút được, mình muốn chia sẻ với các bạn luôn là vì sao mình đã làm chưa được hoàn thiện. Đấy, thì các bạn có làm về sau này thì các bạn mình sẽ khuyên các bạn nhé, các bạn sẽ sử dụng một cái T. Đấy, cái T là cái T các bạn, cái T 76 nhé các bạn nhé. Các bạn đấu cho mình ở đây là bạn đấu cho hai cái T cho mình nhé. Vì sao phải đấu hai cái T này? Đấy, đầu này các bạn đấu cho mình một cái T nữa, đây một cái T nữa, cái T này này các bạn câu cái đường ống sang đây. Đấy, các bạn dùng đường 76 hoặc là nhỏ hơn được. Đấy, nhưng các bạn nếu mà dùng T 76 thì các bạn dùng đường 76 nhé. Đấy các bạn đấu cho mình vào đây, cái này các bạn cũng cho một cái T 76 đây, các bạn đấu một đoạn ống nước vào đây, và để mình điều nước mình làm mô hình luôn cho các bạn. Đây, mình sẽ làm mô hình luôn cho các bạn để các bạn hiểu nhé. Đây các bạn, đây là ống 76 các bạn nhé. Thì bây giờ các bạn sử dụng như mình cái T ở đây, cái T nắp quay này, ở đây các bạn sử dụng hai cái T nhé, hai cái T thì các bạn sẽ gắn cho mình một cái ống vào đây. Cái ống này thì nó sẽ nằm phẳng các bạn nhé, đây là mình làm mô hình nó sẽ tỏi như này. Đấy, vì lý do bao như nào thì mình sẽ giải thích cho các bạn nhé. Đấy, các bạn đấu cho mình như này. Các bạn đặt cái giường các bạn xem nhé. Vì sao mà mình nói các bạn thế? Các bạn có nhìn cái giường nó bị cong không? Đấy các bạn này, cong này. Có nên quá trình mình lúc mình căng dây nhé, thì mình căng rất căng thì cái giường nó sẽ bị kéo hai đầu. Đấy các bạn, cong cây. Đấy các bạn nhìn cong cây. Cho xa camera tí. Đây là các bạn này. Đấy, nó có kênh các bạn nhé. Bởi vì mình qua quá trình mình kéo dây căng nhé. Dây căng thì hai cái đầu nó sẽ bị kéo co đi, nó co như cái thuyền này. Đấy, thì các bạn này cho cái ống cho mình như thế này. Đấy, cho cái ống bên dưới này nhé. Đấy, để ta chống nó cũng co được hai đầu. Không co được hai đầu. Đây các bạn này, cái giường này thì mình đóng rất lâu rồi. Cái giường này sẽ nằm 85 phân. Thì nằm tầm 2 người thì hơi chật, thì mình vẫn nằm được. Giường này có thể chịu đựng được. Mình không dám nói một câu là có thể chịu đựng được 3 tạ bình thường nhé. Mà giường không vọng lắm đấy các bạn này. Rất căng các bạn nhé. Căng lắm các bạn. Mình nằm đã bao thời gian rồi nhưng mà giường vẫn căng. Thì hôm nay mình sẽ mang với mình giặt, thỉnh thoảng mình vẫn giặt là cho sạch. Chi là
tiện lợi, các bạn có thể là mang đi ra vườn hoặc là các vỉa hè các bạn nằm, nó rất ok luôn. Cái giường này thì tổng trị giá mình đóng xong nó rơi vào khoảng là 500.000 thôi đấy, mình cứ cho là khoảng 500.000 đấy là xong. Và chính cái giường này mình sử dụng khá lâu, video mình làm khá lâu rồi mà giường vẫn không có bị trùng các bạn nhé. Đây các bạn này, đấy, hoàn toàn giường không trùng các bạn, không trùng nữa, nước căng luôn. Đấy các bạn, thì mình gọi được, có này là nó căng nằm các bạn nhé. Đấy, nước căng của các bạn có thể chồng để thỏa mãn không? Ba tạ bình thường các bạn nhé. Đấy, nó bị cập kênh là do đấy các bạn này. Đấy, thấy chưa? Mình không cho cái ống nhựa vào để bên dưới ngang không, để nó đỡ chống cong thì mình không cho không. Nên là mình khuyên các bạn đóng cái sau này các bạn sẽ cho nó vào nhé, cho nó đỡ bị cong, giường nó sẽ phẳng hơn. Đấy, hôm nay mình đã giải thích cho các bạn có thắc mắc là như vậy. Video mình cũng chỉ có mang cái giường đóng rồi và ra nói chuyện với các bạn, chia sẻ với các bạn thôi, không có gì nó khác biệt cả. Mình cũng mong các bạn đừng có nói là mình có cái giường đóng, cái giường cứ mang khoe mãi, không phải đâu các bạn ạ. Thì là có nhiều bạn hỏi thì mình mang lên mình chia sẻ với các bạn là hình thức như vậy. Bên dưới này thì hoàn toàn bắt ốc các bạn nhé, toàn bộ này kéo dây bắt ốc hết, bên dưới này cũng thể bắt ốc. Đã chia sẻ với các bạn về cái vấn đề là nhiều bạn hỏi là cái giường, mình đã chia sẻ với các bạn và đã nói được với các bạn nó chi tiết rồi, cái gì mà chưa được là sai, là mình đã làm cảm thấy là nó chưa đúng. Mình đã chia sẻ với các bạn rồi thì các bạn sẽ cải tiến nó chắc chắn hơn. Mình đóng bởi vì là mình là người đóng chiếc giường này cho bản thân mình đầu tiên, mình vẫn có thể cảm thấy là nó vẫn chưa được mỹ mãn, chưa được hoàn thiện, nên là mình đã chia sẻ với các bạn rồi. Mong rằng các bạn xem video này thì các bạn sẽ đúc rút được nhiều kinh nghiệm hơn, sẽ có đóng chiếc giường nó sẽ hoàn thiện hơn của mình. Và luôn cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, cũng cầu chúc các bạn luôn luôn thành công trong cuộc sống, những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, và sự như ý thì sự như mơ, và ngày ngày càng phát triển. Cảm ơn các bạn, nếu các bạn yêu quý mình, các bạn cho mình xin một đăng ký kênh, một chia sẻ và để lại cái bình luận thân thương nhất góp ý cho mình. Mình có thể là làm được nhiều video nó sẽ hữu ích hơn nữa. Mà thôi, cũng chào các bạn, hẹn các bạn một video lần sau. Chúc các bạn luôn luôn sức khỏe nhé. Xin chào các bạn. Chào các bạn, nhưng bây giờ mình sẽ đi giặt cái giường các bạn.
Thank you.